những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. BKM Bình Dương sẵn sàng đánh bại câu lạc bộ bóng Hà Nội tại siêu cúp quốc gia. Tô Văn Vũ, vũ khí quan trọng của BKM Bình Dương. Quần vợt Việt Nam chú trọng rèn thể lực. Xin được chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thể thao Việt Nam ngày 13 tháng 2 của Bóng đá TV và Khéo TV. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin mới nhất liên quan đến tiền đạo của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Nguyễn Công Phượng. Theo kế hoạch thì vào sáng nay, Công Phượng sẽ tới lãnh sự quán Hàn Quốc để nhận visa. Tuy nhiên cuối cùng thì tân binh của câu lạc bộ Incheon United đã không xuất hiện và nhờ người quen lấy hộ. Còn nhớ là sau Asian Cup 2019 kết thúc thì Công Phượng từng chia sẻ về việc anh muốn ra nước ngoài thi đấu để khẳng định mình. Thế nên việc gia nhập câu lạc bộ Incheon United được coi là một bước đi quan trọng trong sự nghiệp của Công Phượng. Và ra nước ngoài thi đấu sẽ là cơ hội lớn để Công Phượng phát triển sự nghiệp, nhưng đây cũng sẽ là thách thức không hề nhỏ với tiền đạo của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, bởi trước đó thì tiền đạo này đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên không hề suôn sẻ. Cuối năm 2015, Công Phượng được câu lạc bộ Mito Huấn Luyện Học của Nhật Bản ký kết hợp đồng 1 năm theo dạng cho mượn để thi đấu tại J-League 2. Là một cầu thủ trẻ và đầy tiềm năng, anh được người hâm mộ cả nước kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở xứ mặt trời mọc. Khắp các mặt báo trong nước và thậm chí là cả quốc tế đều quan tâm đến sự kiện này. Tuy nhiên, trái với sự kỳ vọng đó, những gì mà người ta thường thấy về hình ảnh Công Phượng trên đất Nhật là ăn, tập, điều trị chấn thương và ngồi trên băng ghế dự bị. Và phải khá lâu sau khi gia nhập Mito Huấn Luyện Học, tiền đạo người Nghệ An mới được lần đầu tung vào sân, nhưng phải tới phút 87. Và trong trận đấu này, anh không thể hiện được gì nhiều. Quãng thời gian sau đó, Công Phượng được thi đấu thêm 5 trận nữa và chỉ có duy nhất một lần được đá chính. Tổng thời gian cầu thủ này thi đấu trong suốt giai đoạn khoác áo Mito Huấn Luyện Học là 80 phút. Và dĩ nhiên, Công Phượng đã không ghi được bàn thắng nào, vì đây là con số quá ít ỏi cho một tiền đạo trẻ thể hiện mình. Một năm ngồi ghế dự bị trên đất Nhật đã khiến cho Công Phượng chững lại trong bối cảnh anh cần chơi bóng để trưởng thành. Như một kết cục đã được dự báo từ trước, Công Phượng và câu lạc bộ Mito Huấn Luyện Học đã đặt dấu chấm hết ngay khi mùa giải kết thúc. Một mùa giải không thành công và có quá nhiều điều để tiếc nuối. Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 1-0 ngay trên sân khách của Bangkok United tại vòng sân loại thứ 2 của AFC Champions League, ngày hôm nay thì câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã về nước để chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia vào ngày 16 tháng 2 tới đây với BKM Bình Dương. Và sau đó vào ngày 19 tháng 2 sẽ tiếp tục là vòng loại của AFC Champions League gặp câu lạc bộ Sơn Đông Lộ Đăng của Trung Quốc. Và có thể nói nếu nhìn vào lịch thi đấu của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội thời gian tới là khá dày với mật độ là 3 ngày một trận. Và nếu như không có sự xoay tua hợp lý thì rất có thể sẽ có những khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ở trận siêu cúp quốc gia vào ngày 16 tháng 2 với BKM Bình Dương. Và điều này hoàn toàn có thể xảy ra nếu như nhìn vào lịch sử đối đầu của hai câu lạc bộ. Thì có những chỉ số, có những thông số không ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm một chút nào. Ở mặt trận là siêu cúp quốc gia thì hai câu lạc bộ đã gặp nhau một lần vào năm 2016. Và khi đó thì BKM Bình Dương đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-0. Ở cúp quốc gia thì hai câu lạc bộ đã gặp nhau 3 lần, 2 trận là hòa và chiến thắng còn lại một lần nữa thuộc về BKM Bình Dương. Ở sân chơi V-League thì cả hai câu lạc bộ gặp nhau tổng cộng là 20 trận, trong đó thì 9 chiến thắng thuộc về câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, hai đội hòa nhau 6 trận và 5 chiến thắng thuộc về BKM Bình Dương. Và có thể thấy là ở những trận đấu quyết định và có tính đối kháng trực tiếp thì những lợi thế, những chiến thắng thuộc về BKM Bình Dương. Đây chắc chắn sẽ là thách thức lớn với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, lý do không chỉ bởi việc phải di chuyển một hành trình dài hơn so với đối thủ, mà ở thời điểm hiện tại thì đội bóng thủ đô cũng đang thua thiệt so với đối thủ về mục tiêu, bởi nếu như có được chiến thắng trong trận đấu sắp tới thì BKM Bình Dương sẽ ghi tên mình vào lịch sử của giải đấu. Thưa quý vị và các bạn, sau lưng tôi đây là sân vận động Gò Đậu. Tại đây đang diễn ra buổi tập cuối cùng của câu lạc bộ BKM Bình Dương trước khi đội bóng này di chuyển ra Hà Nội chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc gia. Theo những yêu cầu của ban huấn luyện đội bóng thì các phóng viên chỉ được phép tác nghiệp ở thời gian đầu buổi tập. Tuy nhiên thông qua những bài tập đầu tiên, chúng tôi có thể cảm nhận được sự tập trung và đầy nghiêm túc trên gương mặt của các cầu thủ. Lý do là bởi câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, đối thủ của họ ở trận đấu tới được đánh giá là đội bóng rất mạnh với chất lượng hết sức đồng đều. Thật sự bây giờ là để đánh giá Hà Nội thì bằng thừa.
vì rõ ràng thì tới họ tới 6-7 cầu thủ là vận động viên tuyển quốc gia, cũng như là cái trình độ thi đấu của họ rất là cao. Chẳng hạn mới tối hôm qua tôi có xem nguyên một trận đấu của Hà Nội đá với Bangkok Civitas, thì thật sự thì mặc dù trên sân đối phương mà Hà Nội có thể nói là họ tự tin, họ cầm bóng, họ chơi rất là tốt. Về mặt lực lượng thì đến thời điểm hiện tại, bộ ba cầu thủ vừa làm nhiệm vụ tại các cấp độ đội tuyển quốc gia là Tiến Linh, Hồ Tấn Tài hay Nguyễn Trọng Huy đều đã có mặt để hội quân cùng toàn đội. Tuy vậy, thể lực của những cầu thủ này hiện vẫn chưa được đảm bảo. Ngoài ra thì ở buổi tập này, bệ phó Lê Tấn Tài, cầu thủ trẻ Trần Duy Khánh và hậu vệ Nguyễn Thanh Thảo vẫn phải tập riêng ở ngoài sân. Tuy lực lượng là vậy, nhưng huấn luyện viên Trần Minh Chiến vẫn tin vào một kết quả tốt cho đội nhà ở trận đấu sắp tới. Tất cả các vận động viên họ đều phải chơi bằng 100% sức, cũng như nếu như tôi không muốn nói 120% sức, cũng giống như là để làm một cái động lực, những cái tinh thần để cho các em có sự tự tin để các em chơi tốt những cái lượt đấu sau. Tôi nghĩ để mà giành thắng lợi trước Hà Nội là điều cực kỳ khó. Tuy nhiên ban huấn luyện cũng như vận động viên chúng tôi thì không từ bỏ mục tiêu. Nếu giành được chiến thắng trước câu lạc bộ bóng đá Hà Nội vào cuối tuần này, BKMX Bình Dương sẽ vượt qua Sông Lam Nghệ An để đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng đầu tiên 5 lần giành được chức vô địch siêu cúp quốc gia. Chính bởi vậy, sự quyết tâm là điều dễ nhận thấy ở đội bóng đất thủ vào thời điểm hiện tại. Đức Tú Văn Nghiêm, phóng viên của Bóng đá TV, Thể thao TV đưa tin từ sân vận động Gò Đậu, tỉnh Bình Dương. Để hiện thực hóa mục tiêu tạo ra bất ngờ ngay trên sân của các nhà đương kim vô địch V-League thì BKMX Bình Dương chờ đợi sự tỏa sáng của những cựu binh như là Anh Đức hay là Tấn Tài, sự đột biến của những nhân tố trẻ như Tiến Linh. Dẫu vậy, sẽ thật là thiếu sót nếu như người ta không nhắc đến Tô Văn Vũ, nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt nhờ khả năng bùng nổ của mình. Năm 2007 mình chuyển về đây, mình thi đấu rất là tốt. Em có thể thi đấu được hậu vệ phải, tiền vệ trái và tiền vệ phải. Cái yếu tố mà giúp em được thi đấu tốt đó là mặt thể lực và tốc độ, sự nhanh nhẹn. Trong hai mùa giải vừa qua, Tô Văn Vũ đã thi đấu tổng cộng 50 trận cho BKMX Bình Dương trên mọi đấu trường. Trong số này, anh có được 8 bàn thắng và có tới 16 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. Phong độ ấn tượng này góp công lớn đem về chức vô địch cúp quốc gia cho đội bóng đất thủ ở mùa giải năm ngoái. Tuy vậy, đây vẫn chưa phải là điều mà Văn Vũ hài lòng ở bản thân. Điểm cần khắc phục nhất khả năng dứt điểm của em. Em sẽ tích cực tập luyện sau những buổi tập chính của đội. Mục tiêu của em là sẽ cố gắng giúp cho câu lạc bộ có thành tích tốt và mình sẽ có một suất chính trong đội hình. Nếu như mà mình thể hiện tốt ở câu lạc bộ thì chắc chắn là mình sẽ có tên trên đội tuyển quốc gia. Bước sang tuổi 26, độ tuổi chín nhất của sự nghiệp, Văn Vũ kỳ vọng với khả năng, sự khát khao cùng nỗ lực của bản thân, anh sẽ cùng câu lạc bộ BKMX Bình Dương có một mùa giải thăng hoa, bay cao, giống với cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc này của Tô Văn Vũ. Chia tay với những thông tin về trận siêu cúp quốc gia, chúng ta sẽ cùng tiếp tục bản tin với những diễn biến của đội tuyển U22 Việt Nam. Sau trận giao hữu với câu lạc bộ Sài Gòn vào chiều qua, thì đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn đã gặp nhiều tổn thất về mặt lực lượng. Trong trận giao hữu với câu lạc bộ Sài Gòn, hậu vệ Nguyễn Hoàng Duy của đội tuyển U22 Việt Nam đã phải cần tới sự trợ giúp của các bác sĩ do bị đau ở vùng cổ chân. Trước đó, tiền vệ Lương Hoàng Nam cũng bất ngờ bị căng cơ trong quá trình khởi động. Dự kiến cầu thủ này sẽ cần nghỉ ngơi trong 1 đến 2 buổi sắp tới. Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng bị tái phát chấn thương ống đồng, trong khi Tống Anh Tỷ cũng gặp vấn đề ở chân trái. Với những chấn thương này, huấn luyện viên Quốc Tuấn chưa thể chốt danh sách 23 cái tên lên đường sang Campuchia, mà ông sẽ phải đợi sau buổi tập cuối vào ngày 14 tháng 2 mới đưa ra được bản danh sách cuối cùng. Chiều nay 13 tháng 2, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiến hành lễ bốc thăm bảng đấu vòng loại thứ hai giải bóng đá nữ U19 châu Á 2019. Theo đó, U19 nữ Việt Nam nằm ở bảng B với sự góp mặt của Hàn Quốc, Iran và Liban. Đây được đánh giá là bảng đấu không quá khó khăn với U19 nữ Việt Nam, bởi ngoài Hàn Quốc, hai đối thủ còn lại tương đối vừa sức với các cô gái áo đỏ. Các trận đấu sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 30 tháng 4. Hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ giành tấm vé dự vòng chung kết U19 nữ châu Á tại Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây khi mà quần vợt chuyên nghiệp được đầu tư mạnh mẽ, các đơn vị cũng có những sự bổ sung chất lượng về đội ngũ huấn luyện viên. Ở Hải Đăng Tây Ninh, đơn vị này đã đưa về một chuyên gia thể lực đúng nghĩa, có kinh nghiệm làm việc với các tay vợt hàng đầu thế giới, với mục đích là giúp các tay vợt Việt Nam nâng tầm đúng nghĩa, bắt đầu từ công tác thể lực.
Từng là huấn luyện viên thể lực riêng của tay vợt Juan Martin Del Potro, tay vợt hiện đang xếp thứ tư thế giới, huấn luyện viên Enrique Masco Pizzono giờ đây đang là huấn luyện viên thể lực tại câu lạc bộ quần vợt Hải Đăng Tây Ninh. Đến với môi trường huấn luyện tại Việt Nam, huấn luyện viên Masco đã có những đánh giá ban đầu về vấn đề thể lực của các tay vợt Việt Nam qua các buổi tập cùng những đánh giá tổng quan về công tác đào tạo, huấn luyện thể lực ở các trung tâm huấn luyện ở Việt Nam hiện nay. Về thể lực của các tay vợt Việt Nam, họ có một điều kiện tự nhiên về cơ địa khá tốt, sự phối hợp của họ cũng rất tốt, đặc biệt là các động tác chân. Về nền tảng thể lực cơ bản, họ đã được trang bị khá ổn. Vậy thì tại sao tôi lại ở đây? Tôi muốn hướng đến họ với những bài tập rõ ràng hơn, sau đó tôi muốn họ phải cải thiện tốc độ chơi bóng. Tại câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh, huấn luyện viên Enrique Masco đã áp dụng những giáo án huấn luyện mới với nhiều trang thiết bị bài bản và chuyên nghiệp hơn. Tay vợt Việt Nam từng tập luyện thi đấu quốc tế nhiều như Trịnh Linh Giang cũng có những trải nghiệm mới mẻ trong phương pháp tập luyện cũng như những thay đổi của bản thân trong khâu trang bị nền tảng thể lực. Sau 12 tuần tập thể lực cùng ông Marcos thì thực sự cảm thấy là có một sự khác biệt về sự bền bỉ trên sân như là tốc độ và sức mạnh. Vì những bài tập của ông rất đa dạng, không chỉ chuyên về một khía cạnh nào đấy mà đầy đủ, nhanh, mạnh, bền cho vận động viên. Hiện tại, những tay vợt hàng đầu Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Đắc Tiến đều đang tập luyện tại câu lạc bộ Hải Đăng Tây Ninh và được chính huấn luyện viên Enrique Masco nâng cao thể lực, chuẩn bị cho các giải đấu trong năm 2019. Trong dòng chảy của rất nhiều sự kiện thể thao, để không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào, quý vị chỉ cần thực hiện một thao tác rất đơn giản là cài ứng dụng OnMe, ứng dụng hiện đã có trên App Store và Google Play. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.